Trong thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng có vai trò quan trọng để các địa phương vào cuộc xem xét trách nhiệm của tập thể và cá nhân người đứng đầu địa phương, qua đó xử lý các vi phạm cũ cũng như ngăn chặn các vi phạm mới phát sinh. Trong các buổi kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào thường có một nội dung liên quan đến thực hiện chức trách của người đứng đầu thôn và ban chi ủy thôn trong việc ngăn chặn các vi phạm kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong đó, hành vi lấn chiếm hành lang giao thông thủy lợi làm nhà trên đất nông nghiệp đã được các thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã nhắc nhở hoặc báo cáo Đảng ủy xử lý. Qua công tác kiểm tra giám sát chi bộ của các thôn, chúng tôi nhắc nhở những trường hợp mà vi phạm đến công tác quản lý đất đai. Tại xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, thường xuyên xảy ra xây nhà công trình phụ trên đất nông nghiệp và hành lang thủy lợi. Trong năm 2019 và năm 2020, có 18 trường hợp vi phạm, có 11 hộ xây nhà công trình phụ trên đất nông nghiệp, trong đó có cả gia đình đảng viên cũng vi phạm. Xảy ra nguyên nhân này là do xã chưa cương quyết giải tỏa vi phạm cũ, nên phát sinh các vi phạm mới. Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã chưa coi trọng việc kiểm tra cấp dưới, nhất là trách nhiệm các đồng chí trong ban chi ủy và người đứng đầu thôn. Điều này đang được Đảng ủy xã khắc phục trong việc phát huy vai trò của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trong năm 2021. Có phản ánh bằng điện thoại đối với các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy xã là chúng tôi trực tiếp xuống luôn để xác minh kiểm tra luôn lập tức, chứ không cần phải chờ đến ban hành kế hoạch hoặc là đợi chờ đơn thư lên ủy ban hoặc đảng ủy xã chúng tôi giải quyết. Chính vì đó thì báo cáo chỉ ngăn chặn được kịp thời. Thế và đảng viên cũng khắc phục được ngay, không đến dẫn mức độ phải xử lý kỷ luật. Từ khi thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh tháng 3 năm 2017 đến nay, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hưng Yên đưa nội dung này vào để kiểm tra giám sát từ 2 đến 3 cuộc theo chuyên đề hàng năm. Ngoài ra, việc lồng ghép nội dung kiểm tra giám sát các đảng ủy xã phường hay theo đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến tập thể cá nhân người đứng đầu cũng được thực hiện thường xuyên. Qua kiểm tra giám sát thì cũng đã đẩy mạnh cái việc mà xử lý đối với các đảng viên có vi phạm, tạo cái răn đe cho những vi phạm mới nếu có. Thực tế cho thấy, một số địa phương có việc nể nang hay chưa làm hết vai trò trách nhiệm của chính quyền, trong đó có trách nhiệm của Ủy ban Kiểm tra cung cấp. Việc kiểm tra, giám sát còn hình thức dẫn đến có chi bộ ra nghị quyết bán đất trái thẩm quyền hoặc để cho đảng viên sai phạm, làm điểm tì cho những người khác vi phạm theo, hậu quả là đơn thư vượt cấp kéo dài.